Quýnh Nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lệnh ở đầu thì cho Quýnh Nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mình chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ, an nhiên và thật là mát bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện tối nay của Quýnh Nhà nhá. Mới vừa đây thì trên trang Facebook cá nhân của chị Diễm Phạm cũng đã đăng tải rất là nhiều cái hình ảnh để chuẩn bị cho đêm diễn vào tối ngày mai, chính là ngày 29 tháng 10. Trong live show Tìm Mẹ Trong Mơ, với một cái ý nghĩa rất là nhân văn, đó chính là hỗ trợ cho những trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Và chị Diễm Phạm đã ghi những cái dòng status rất là xúc động như vậy đó quý cô chú anh chị. Mong ngày mai sẽ có thêm một vài tỷ để cho các con bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 vừa qua do Ban Liên lạc Đồng Hương Bạc Liêu Cà Mau tổ chức. Tiền thì đã có rồi, vé thì cũng có hết rồi, tình thương thì cũng trọn một trái tim rồi, chứ đợi chờ ngày mai hết mình cùng với lại các con. Cảm ơn trưởng ban tổ chức Phan Trường Duy đã tạo ra một chương trình thật sự là ý nghĩa này. Bua Ha Chay và Bua Ha Chay 2 sẽ hỗ trợ cùng với phía bên ban tổ chức của chương trình góp một chút sức nhỏ nào đó để giúp cho các con vượt qua khó khăn. Dạ vâng, hiện tại bây giờ thì theo như chị Diễm Phạm đã chia sẻ thì Trường Sang nè, Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung cũng đã có những cái buổi tập dược để có thể chuẩn bị tốt cho đêm diễn tối ngày mai. Và tối ngày mai sẽ không bao giờ làm cho tất cả quý cô chú anh chị em thất vọng. Cho nên hiện tại bây giờ, nếu như quý cô chú anh chị em nào ở xa muốn mua vé để có thể ủng hộ cho chương trình, và mỗi chiếc vé của mọi người sẽ góp gây quỹ giúp cho những trẻ em mồ côi bởi đại dịch Covid-19 vừa qua, thì chúng ta có thể là liên hệ với số điện thoại trên poster để có thể đặt vé online chỉ với 300.000 đồng thôi quý cô chú anh chị. Nhưng 300.000 đồng đó nó sẽ muôn vàn ý nghĩa với những trẻ em cơ nhỡ ở bên ngoài. Và nếu như quý cô chú anh chị em nào mà ở gần, chúng ta muốn đến trực tiếp để xem trực tiếp đó quý cô chú anh chị, thì có thể là liên hệ với số điện thoại trên poster là như thế này. Bây giờ Quýnh Nhà sẽ đọc cho tất cả quý cô chú anh chị em nghe nha. 028 382 13178, đó là số hotline đó quý cô chú anh chị. Hoặc là số điện thoại 0937 501 118 để liên hệ với phía bên chương trình nhé. Dạ vâng, nghe những cái lời tâm sự của chị Diễm Phạm thì chúng ta cũng có thể hiểu được rằng dù là hiện tại bây giờ phía bên gia đình của cô hai cũng gặp những cái sự khó khăn, đương nhiên rằng là một đầu tàu vững vàng giống như cô hai ra đi thì cái nguồn kinh phí nó cũng sẽ bị hạn hẹp lại, và các con của cô hai thì cũng có đôi phần cũng hơi lăng tăng một tí đúng không quý cô chú anh chị. Nhưng mà đối với chị Diễm Phạm thì chị ấy vẫn muốn giúp đỡ cho các em ở bên ngoài mồ côi bởi đại dịch Covid-19 có được những cái điều kiện tốt hơn để các em có thể là được cấp sách đến trường, rồi được bằng bạn bằng bè. Cho nên rằng Quýnh Nhà tin chắc rằng trong tối ngày mai thì tất cả mọi người sẽ cùng chung tay ủng hộ cho chương trình, ủng hộ cho những trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 năm 2021. Thì quý của chú anh chị em nghĩ thử coi, 300.000 đồng một chiếc vé xem online thôi mà chúng ta có thể là vừa xem được chương trình hay, ý nghĩa, được gặp các ca nghệ sĩ gạo cội trong giới showbiz, đặc biệt là đàn gà con của cô hai, và chưa kể rằng là chúng ta còn thể hiện được mình là những người có một cái tấm lòng nhân đạo, biết nhường cơm sẻ áo, biết chia sẻ với những người đang gặp khó khăn hơn mình. Lúc còn sinh thời đó quý cô chú chị, thì cô hai thường tham gia vào trong những cái hoạt động thiện nguyện như thế này lắm. Cho nên bây giờ khi mà cô hai ra đi mãi mãi rồi á, thì phía bên đại gia đình của cô hai sẽ góp mặt tham gia. Và chưa kể rằng là hậu duệ của cô hai sẽ biểu diễn trên sân khấu. Và chưa kể rằng các em sẽ không lấy bất kỳ một đồng tiền cát xê nào. Và cái công sức của các em sẽ gây quỹ ủng hộ cho trẻ em mồ côi. Đặc biệt hơn nữa thì chị Diễm Phạm đã lên tiếng và nói, tuy là không có nhiều nhưng chị ấy vẫn quyên góp để hỗ trợ cho các em có được một cái cuộc sống được gọi là
ấm no, hạnh phúc hơn, thì chúng ta cũng có thể hiểu được rằng là dù ít dù nhiều gì đi chăng nữa thì chị ấy cũng bỏ một cái số tiền nho nhỏ để ủng hộ cho trẻ em mồ côi, đúng không quý cô chú anh chị? Đó là những cái nghĩa cử rất là cao đẹp. Cô Hai thời xưa cũng vậy, ta nói đi hát rất là nhiều, nhưng tiền cát-xê của cô ấy lúc nào cũng để dành để đi làm từ thiện. Còn bản thân của cô ấy chưa bao giờ mà cô ấy quan tâm rằng là ngày hôm nay tôi hát như thế này rồi tiền cát-xê của tôi nhiều hay là cao, rồi tôi sẽ lo cho bản thân của mình hay là trau chuốt cho cái vẻ bề ngoài của mình không. Cô ấy giản dị cực kỳ luôn. Ngay kể cả những cái bộ trang phục khi mà cô Hai đứng trên sân khấu đó quý cô chú anh chị, có khi đó chính do tay của cô Hai làm nên. Cho nên rằng là tất cả những cái thông điệp yêu thương, những cái năng lượng tích cực của cô Hai hiện tại bây giờ nó cũng đã lan tỏa. Và phía bên ban tổ chức của chương trình Tìm Mẹ Trong Mơ thì ai cũng đều biết đó chính là người em kết nghĩa của cô Hai, cũng đã có một cái mối thâm tình với cô Hai và đã rất là nhiều lần. Phía bên ban tổ chức của chương trình cũng đã lên tiếng nói rằng lan tỏa cái thông điệp yêu thương mà lúc còn sinh thời cô Hai vẫn thường lan tỏa để dang rộng vòng tay, có thể giúp đỡ cho nhiều cái hoàn cảnh khó khăn hơn. Và chúng ta cũng có thể cảm nhận được những người thân, những người đồng nghiệp, những người em, những người đã từng biết đến cô Hai luôn là những người có một cái tấm lòng rất là cao cả. Chứ quý cô chú chị em thử nghĩ coi, nếu như người ta không mang một cái tính nhân đạo, người ta không có những cái suy tư khi mà bắt gặp một cái hoàn cảnh nào ở bên ngoài, nhất là mùa đại dịch Covid-19 vừa qua, nhìn những đứa trẻ bơ vơ ôm hũ tro cốt của cha mẹ, thì mọi người nghĩ thử coi, đó là cái cảm xúc nó quá là dâng trào. Và những người mà người ta đã động tới cái lòng trắc ẩn của họ thì họ chỉ mong muốn rằng là mình phải làm cách nào, như thế nào, ra làm sao để mình có thể là giúp đỡ cho các em. Chứ nhìn như vậy không có thể nào mà mình lướt qua hay là mình coi như là mình không biết được quý cô chú anh chị. Cho nên thời xưa cô Hai cũng vậy, ta nói tiền mà cô ấy đi hát đó toàn là để đi làm thiện nguyện hoặc là để nuôi các con của mình, chứ chưa bao giờ mà sống một cái cuộc sống được gọi là thảnh thơi dù chỉ một lần. Bởi vì lẽ đó cho nên rằng là rất là nhiều người thương cô Hai, một người nghệ sĩ, một ngôi sao hạng A sống rất là giản dị mộc mạc. Cũng chính vì cái sự giản dị mộc mạc đó mà đã lan tỏa những cái thông điệp yêu thương, năng lượng tích cực đến cỡ nào cho thế hệ mai sau. Cho nên rằng đối với các con của cô Hai, Quỳnh Trang, Thiên Ngân và Tuyết Nhung luôn nghe theo những lời chỉ bảo của cô Hai, đó chính là dù cho các em có nổi tiếng đến cỡ nào đi chăng nữa, hoặc là được nhiều người thương đến cỡ nào đi chăng nữa, thì các em vẫn cố gắng để hoạt động trong những cái công tác thiện nguyện. Nếu như quý cô chú chị em nào mà thường theo sát những cái show diễn của hậu duệ của cô Hai á, thì quý cô chú anh chị em sẽ biết được Quỳnh Trang thường hay nói với chị Diễm như thế này: khi nào mà papa có những cái chương trình được gọi là thiện nguyện ở chỗ nào á, thì papa cứ nói với con để con có thể là sắp xếp con đi chung cho nó vui. Thì mọi người biết không, những cái câu nói nó rất là đơn giản vậy thôi, nhưng mà chúng ta có thể cảm nhận được rằng là các em luôn đặt cái nguồn năng lượng tích cực, đó chính là đi làm thiện nguyện, lên trên hàng đầu. Thời xưa cô Hai đó quý cô chú anh chị, cô ấy có thể bỏ những cái show diễn đã được đặt lịch từ trước để cô ấy có thể là đi làm thiện nguyện, đi tới những vùng sâu, vùng xa, hẻo lánh, hay là nuôi dưỡng những trẻ em đồ này nọ các kiểu để cô ấy có thể là thiện nguyện. Cho nên rằng là những cái năng lượng tích cực đó nó giống như là ăn sâu vào trong con người của các con cô Hai rồi. Bởi vì lẽ đó dù mẹ có ra đi mãi mãi thì các em vẫn có cái nguồn năng lượng tích cực đó và cố gắng để nối gót theo những cái di nguyện của cô Hai, lan tỏa những cái sự yêu thương và mang lại một cái nguồn năng lượng sống lớn cho những người có hoàn cảnh khó khăn cơ nhỏ ở bên ngoài. Ok, cái đoạn video này của Quýnh Nha thì xin kết thúc tại đây. Mới chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, bình an và vạn sự như ý. Và nếu thích cái đoạn video này của Quýnh Nha thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nha nhé. Nhớ là quý cô chú anh chị em nào hiện tại bây giờ chưa có mua vé thì chúng ta có thể là đặt lịch trước đi quý cô chú anh chị, tại vì giá vé nó rẻ vô cùng. Online thì chỉ với 300.000 đồng, còn giá vé
mà đi xem trực tiếp đó quý cô chú anh chị, nó rẻ lắm, cho nên quý cô chú anh chị em mình đừng có tiếc. Làm như vậy coi như là mình đã tích góp một phần công đức của mình rồi đó. Ok, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại ạ.